Chào các bạn. Hẹp tá tràng là một căn bệnh rất là hiếm gặp. Và nói đến hẹp tá tràng thì thông thường chúng ta sẽ nghĩ ngay đó là biến chứng của bệnh loét hành tá tràng lâu ngày, nó gây ra cái biến dạng môn vị, biến dạng hành tá tràng, nó gây ra tình trạng hẹp hành tá tràng. Cũng có một số ít các trường hợp ung thư, những bệnh lý ác tính ở tại tá tràng, và cũng có một số ít, rất là ít các trường hợp mà bên ngoài nó đè ép vào tá tràng. Hôm nay bọn mình sẽ giới thiệu với các bạn là một trường hợp rất là đặc biệt và lần đầu tiên bọn mình gặp một trường hợp hẹp ở tá tràng, nhưng không phải các cái tổn thương kể trên và nó cũng không phải là một cái tổn thương bẩm sinh, bởi vì đây là một cái bệnh nhân đã 16 tuổi và thể trạng rất là tốt, cao 1m65 và nặng tận 60kg. Xin mời các bạn. Có lẽ cái căn bệnh mà hẹp ở tá tràng hay gặp nhất đó chính là cái biến chứng của loét hành tá tràng lâu ngày, nó gây biến dạng môn vị và gây hẹp môn vị cũng như là hẹp hành tá tràng. Và với những trường hợp như này thì các triệu chứng thường rất là rầm rộ và rất là điển hình của những tình trạng suy kiệt do cái tình trạng mà kém hấp thu từ rất là lâu, cũng như cái tình trạng mà lõm lòng thuyền hay là bụng phải óc ách các thứ. Và tất cả các trường hợp này thường các cái triệu chứng đau bụng thường xuyên có. Đau bụng thường xảy ra sau khi ăn, bởi vì khi ăn thì thức ăn nó sẽ ứ đọng lại dạ dày, nó làm dạ dày giãn to ra và thức ăn không xuống được dưới ruột và nó sẽ nôn ra rất là nhiều. Các cái trường hợp như hẹp môn vị do loét hành tá tràng này thì chúng ta sẽ dễ dàng chẩn đoán được bằng X quang, và nội soi thì nó là một cái tiêu chuẩn mà chúng ta sẽ nhìn trực tiếp bằng mắt rồi.
Cũng có một số ít trường hợp hẹp tá tràng bẩm sinh. Những trường hợp này thì khi đứa trẻ nó sinh ra đời thì là các triệu chứng nó đã xuất hiện ngay. Trẻ thường nôn ra dịch xanh dịch vàng, và khi chụp là chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh hai cái mức nước, hai cái bóng hơi rất là to ở vùng bên trái. Đây không phải là một trường hợp mà loét hình tá tràng bẩm sinh, bởi vì đây là một thanh niên đã 16 tuổi rồi. Và đây cũng không phải là một trường hợp mà hẹp giống như hẹp môn vị hay là do hẹp hình tá tràng do loét, bởi vì thanh niên này thể trạng rất là tốt, cao tới tận 1m65 và nặng tận 60 kg. Về điều trị hẹp hành tá tràng thì tùy thuộc vào nguyên nhân. Đa số các trường hợp mà hẹp tá tràng do những cái trường hợp loét là hành tá tràng nó gây biến dạng lỗ môn vị, gây biến dạng hành tá tràng, gây hẹp môn vị, hẹp hành tá tràng thì chúng ta sẽ can thiệp phẫu thuật để lập lại lưu thông đường tiêu hóa. Với một số ít các trường hợp mà khối u từ ngoài nó đè đẩy, hoặc là những trường hợp mà bệnh lý ác tính ở tá tràng thì chúng ta sẽ ưu tiên phương pháp can thiệp đặt stent. Thế còn với riêng trường hợp này, đây là một cái trường hợp mà hẹp lành tính và thể trạng của người bệnh rất là tốt. Chính vì vậy mà cái phương pháp nong, can thiệp nong dưới hướng dẫn của cái mà X-quang là cái phương pháp lý tưởng nhất. We'll be right back.